Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bị vỡ mặt vì quả đấm thép nhưng sao lại duy tu bảo dưỡng nó. Câu chuyện về việc ông Nguyễn Tấn Dũng chiến thắng vẻ vang trong lần lấy phiếu tín nhiệm do Nguyễn Phú Trọng bày ra tại kỳ họp Trung ương 6 của Trung ương khóa 11 diễn ra vào hồi tháng 10 trước đây là do ông Trọng không thể thao túng được Trung ương Đảng gồm 200 người. Những người thuộc Trung ương Đảng thời đó đã bị ông Nguyễn Tấn Dũng thao túng gần như hết. Trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị đưa ra luận tội lần đó, dư luận trong dân và trong đảng chống lại ông Nguyễn Tấn Dũng và ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu thì lại hoàn toàn ngược lại. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã thắng. Nhiều người thời đó rất bất ngờ, nhưng có người cũng phân tích được tính hợp lý của nó. Ông Nguyễn Tấn Dũng là người tạo ra những quả đấm thép. Nếu ở các nước dân chủ với thành tích tàn phá nền kinh tế đất nước sau những cú đấm thép, thì ông Nguyễn Tấn Dũng không thể ngồi hết hai nhiệm kỳ được, bởi vị trí lãnh đạo do người dân quyết định. Nhưng ở chế độ của Đảng Cộng sản, ghế lãnh đạo phụ thuộc vào thế lực chính trị của người đó mạnh hay yếu. Cú đấm thép chính là các tổng công ty và các tập đoàn nhà nước được chính phủ lập ra, giao cho rất nhiều ưu đãi, rót vốn lớn và ký bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp. Chính với cách làm này mà Nguyễn Tấn Dũng đã đưa người vào trong nhóm lợi ích của ông ta vào các tập đoàn, và kết quả là nền kinh tế tan hoang. Trong khi doanh nghiệp quốc doanh bết bát, kinh tế tan nát thì quan chức lãnh đạo doanh nghiệp lại giàu lên nhanh chóng. Điều này như là một sự thật hiển nhiên vậy. Có người nói những người được Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm vào các tập đoàn tổng công ty ấy, họ chỉ ăn miếng nhỏ còn miếng lớn dành cho sếp. Đó là quy luật muôn đời trong cái thể chế đầy rẫy trò rút ruột như thế này. Tàn tích của những quả đấm thép đến nay vẫn đang còn đầy rẫy tại Việt Nam. Theo thông tin nội bộ lúc đó thì chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã dùng sức mạnh kim tiền. Nhờ đó ông thao túng được lá phiếu tín nhiệm và vô hiệu hóa chiêu trò của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào ông. Chiến thắng này đã được chúng tôi phân tích ở những bản tin trước đây. Hậu cú đấm thép của ông Nguyễn Tấn Dũng khiến chính phủ kế nhiệm phải duy trì 12 dự án thua lỗ của ngành công thương. Chính ông Nguyễn Xuân Phúc đã bảo dưỡng và duy tu những quả đấm thép đấy để rồi nó vẫn trượt dài trên con đường thua lỗ lớn. Đó là tiền thuế của nhân dân bị mất đi, đáng nhẽ nó phải được đầu tư vào những công trình phúc lợi, bệnh viện, trường học, thì nay không còn nữa. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc không loại bỏ nó mà lại duy trì nó để làm gì, để rồi nó trở thành nơi hút và đốt tiền ngân sách như vậy? Câu trả lời và vì quyền lợi của nhóm lợi ích. Mới đây, tờ báo Việt Nam Economy có bài viết gần một nửa trong số 12 dự án thua lỗ của ngành công thương bắt đầu báo lãi. Không biết có thật là có lãi hay không, hay đấy chỉ là báo cáo cho con số đẹp. Theo các doanh nghiệp dùng hai hệ thống sổ sách khác nhau, thường vẫn hay làm như thế. Ông Phạm Minh Chính, người đang tôn tạo những tàn tích từ thời Nguyễn Tấn Dũng, cứ cho rằng gần một nửa số dự án có lãi. Vậy thì từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường cho đến nay đã là 7 năm, tại sao hai đời thủ tướng kế nhiệm vẫn cố duy trì cỗ máy đốt tiền ngân sách để làm gì? Đó là sự phi lý. Nếu nhìn bề ngoài thì khó giải thích, nhưng phân tích sâu, nó đều có nguyên nhân. Thực ra chính quyền không phải duy trì dự án, mà họ duy trì quyền lợi của những kẻ đã và đang hưởng lợi từ đó. Thông thường doanh nghiệp nhà nước mà thua lỗ thì quan chức tại đấy lại đầy túi. Mà trong chế độ này có ai sống bằng lương đâu. Dự án cho họ những đống tiền rất lớn để mà xây biệt phủ, dự án cho họ tiền để cho con cái đi du học ở nước ngoài, mang bất động sản mua ở nước ngoài. Và dự án cho họ có bữa ăn ngon ngàn đô như ăn thịt bò rát vàng chẳng hạn. Và đó là nguyên nhân chính để họ duy trì nó, dù cho nó có tan nát nền kinh tế đến đâu đi chẳng nữa. Nền kinh tế Việt Nam đã bị vỡ mặt vì quả đấm thép, nhưng với quan chức thì quả đấm thép lại mang cho họ những thứ ngon nhất để mà ăn ngập mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị vỡ mặt vì quả đấm thép nhưng sao lại duy tu bảo dưỡng nó. Đảng chống phá dân hay dân chống phá đảng? Vào ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Hội thảo rất rầm rộ, quy tụ những tai to mặt lớn trong đảng, như Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, và hội thảo với đề tài tăng cường sức đề kháng cho cán bộ đảng viên trước nhiều luận điệu chống phá. Đảng luôn chống phá tiếng nói của sự thật nhưng luôn vu ngược lại. Thực ra khái niệm chống phá chỉ là quan điểm riêng của Đảng Cộng sản. Đảng quan niệm rằng Đảng luôn luôn đúng nên mọi phân tích về những khuyết tật của chế độ đều bị quy chụp là chống phá. Đã từ nhiều năm qua và có lẽ mãi cho đến khi nào Đảng còn cầm quyền, Đảng Cộng sản vẫn lĩnh cháo khái niệm rằng chống Đảng là chống đất nước. Tờ Thời báo .de và cũng những tờ báo tự do khác là những truyền thông tự do không bị kiểm soát bởi thế lực chính trị nào. Các báo chí hải ngoại tự do này viết trên tinh thần tự do ngôn luận và tự do báo chí mà các nước văn minh, trong đó có Đức, đã cổ suý. Nhiệm vụ của báo chí là nói lên sự thật, chứ không phải che đậy nó. Người dân Việt Nam cần được biết sự thật, và đó là quyền của họ. Truyền thông tự do làm tin dựa trên sự kiện mà chính Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra. Cho nên, khi chính Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra một sự kiện, thì với nhiệm vụ của một tờ báo, truyền thông tự do luôn đưa tin và có cả phân tích, bình luận. Mức độ đánh giá và giá trị của tin tức và mức độ chất lượng của một bài phân tích là do khán thính giả tự đưa ra. Hiện tại, Thời báo .de phát tin trên các trang web như YouTube và Facebook, Twitter và các phương tiện truyền thông mạng xã hội khác. Bản chất ăn của dân không chừa thứ gì, nhưng người dân lên tiếng thì lại vu là chống phá. Có một thực tế là truyền thông tự do bị những thế lực giấu mặt như lực lượng 47 của Quân đội Nhân dân Việt Nam với số lượng lên đến hàng vạn người và lực lượng dư luận viên đánh phá. Mục đích của họ là làm giảm tương tác kênh của Thời báo .de và các kênh tự do, và thậm chí là đánh cho mất trang nếu có thể. Điều đáng nói nhất là họ đã dùng kỹ thuật đánh phá, trong khi Thời báo .de và truyền thông tự do không hề đánh phá lại theo cách như vậy. Đánh như vậy người Việt Nam gọi là đánh dưới thắt lưng và chơi bẩn. Truyền thông tự do soi vào những mặt tối của chế độ mà Đảng Cộng sản muốn giấu trước dần. Nếu Đảng Cộng sản có thực tâm muốn tốt lên thì họ đã lo sửa mình bằng cách sửa lỗi của chế độ, loại bỏ lãnh đạo bất tài, mở rộng tự do và dân chủ. Nhưng không, họ không bao giờ làm như thế. Họ dùng bộ máy tuyên truyền để mà che đậy khuyết tật và khuyết điểm của mình, và dùng đội ngũ đánh phá dưới thắt lưng. Với truyền thông tự do là những tờ báo có bảo vệ, có bảo mật mà vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Những người dùng Facebook cá nhân để viết lên những điều tai nghe mắt thấy xảy ra hàng ngày bên trong chế độ, mãi lên liên tục bị lực lượng đánh dưới thắt lưng đánh phá, thì họ khó chống đỡ và rất khó khăn. Nhiều Facebook cá nhân đã bị mất, thậm chí Đảng Cộng sản còn xua công an bắt người, trừng phạt họ bằng những bản án bỏ túi nhiều năm tù. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đốt củi mãi mà không hết, chứng tỏ mức độ phàm ăn của Đảng là vô biên. Ngày nay ai cũng hiểu là công dân Việt Nam hoặc là im lặng trước bất công và tiêu cực của chế độ, hoặc là phải chấp nhận ngồi tù. Cả bộ máy tuyên giáo chống dân chưa đủ, Đảng còn huy động hàng vạn dư luận viên, hàng vạn người thuộc lực lượng 47 và dùng cả công an cho việc bịt miệng dân. Với cách làm như vậy thì thật ra Đảng đang chống phá dân hay dân chống phá Đảng đây? Căn bệnh của đất nước luôn xuất phát từ căn bệnh của chính quyền. Việt Nam là quốc gia có thiên nhiên ưu đãi, có tài nguyên phong phú, có nguồn nhân lực dồi dào. Tuy nhiên, bao năm nay, Đảng Cộng sản cầm quyền, đất nước này tan hoang. Người dân phải bỏ xứ ra đi kiếm sống. Điều đáng sợ nhất là con người, nhân tố làm nên dân khí quốc gia, nhưng không còn năng lượng để tích cực nữa. Từ thượng tầng chính trị đến môi trường xã hội đều nát. Với đất nước như vậy, rất cần nhiều tiếng nói vì sự thật. Tuy nhiên, khi tiếng nói vì sự thật cất lên là bị Đảng Cộng sản Việt Nam chụp cho cái mũ là chống phá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng chống phá dân hay dân chống phá Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.